Hân Hỷ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài tấn lộc. Quý vị thân mến, theo phong thủy, khu vực cửa nhà là nơi năng lượng sẽ tiếp xúc và hút vào nhà của bạn. Bởi vậy đặt những thứ hợp phong thủy trước cửa nhà sẽ giúp thu hút năng lượng tốt, mang may mắn tới cho gia chủ. Các chuyên gia phong thủy tiết lộ, nhà cũ đến mấy nhưng chỉ cần đặt thứ này trước cửa, gia chủ càng ở càng giàu, gia đạo bình an may mắn. Để biết đó là những vật gì, xin mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Trong cuộc sống thường nhật, có nhiều thứ con người ta cần phải chú ý để những ảnh hưởng phong thủy qua cách ta bày đặt đồ vật sẽ giúp chúng ta khai tài đón vận cho cả gia đình. Cùng xem để tránh vận đen gõ cửa và mang đến vận may cho cả nhà nhé. 1. Trồng cây phong thủy trước cửa nhà. Trong phong thủy thì cây xanh tượng trưng cho sự phát triển, sức sống dồi dào. Cây xanh đặt ở lối vào nhà không chỉ giúp không gian thêm sinh động mà còn giúp gia tăng khí, thu hút may mắn, tài lộc vào nhà. Tuy nhiên, khi bạn trồng cây thì nên lựa chọn những loại cây mang ý nghĩa phát tài phú quý như cây vạn lộc, cây trúc phú quý, cây kim tiền. Khoảng không gian phía trước nhà, tiền sảnh là nơi lưu thông sinh khí quan trọng của toàn bộ ngôi nhà. Chính vì vậy, để không cản trở vượng khí đi vào cửa chính, khi lựa chọn cây trồng trước nhà, gia chủ cần lưu ý những điểm sau. Không nên trồng các cây cổ thụ trước nhà vì cành lá sum suê sẽ che hết ánh sáng, làm ngôi nhà thiếu dương khí, tối tăm, bất lợi cho chủ nhân. Không nên để cây trồng trước nhà bị khô héo và chết dần, bởi nhiều người tin rằng cây xanh thì khí vượng. 2. Hòn non bộ. Theo các chuyên gia phong thủy, nhà có hòn non bộ cực vượng tài, đó là tọa sơn hướng thủy. Điều này hàm ý rằng khoảng không phía trước nhà có nước sẽ tụ tài rất tốt, gia chủ sớm muộn cũng phát tài giàu có. Có thể nói hòn non bộ là một trong những mô hình tiểu cảnh có sự hội tụ đầy đủ của các yếu tố về thiên nhiên như thác nước, núi đá, cây cảnh. Tại một số góc nhà hoặc một góc sân vườn được bố trí hòn non bộ sẽ giúp lưu thông nguồn không khí xung quanh, giúp làm giảm sự ngột ngạt nóng bức, nhất là khi dòng chảy của thác nước cũng trở nên trong trẻo hơn rất nhiều. 3. Đặt thảm trước hiên. Để căn nhà luôn sạch sẽ gọn gàng, nhiều người đã đặt một tấm thảm trước hiên để lau bụi bẩn trên giày dép. Nhưng chỉ lau đế giày thôi thì chưa đủ, vì cửa ra vào là mặt tiền của cả ngôi nhà. Một khi đã lau thì phải giữ sạch sẽ càng tốt, thần tài sẽ thường xuyên ghé thăm. Vì vậy, phải đảm bảo trước cửa nhà sạch sẽ, gọn gàng, giặt giũ thường xuyên, thay thường xuyên là cách tối kỵ để tổng thể ngôi nhà trông cao ráo, bề thế. Nhà hướng Tây và Tây Bắc gặp tà khí của kim. Theo đó, gia chủ mệnh thủy, mộc nên trải thảm màu lam, xám, đen hoặc xanh biển sẫm ở cửa chính để hóa giải tà khí. Người mệnh hỏa cần trải thảm màu đỏ, hồng, cam hoặc tím. Nhà hướng Tây Nam và Đông Bắc gặp tà khí của thổ. Để hóa giải điều này, người mệnh thủy cần trải thảm màu trắng, bạc, kem, vàng hay nâu ở cửa chính. Còn người mệnh mộc cần dùng thảm màu xanh lục hoặc xanh da trời. Nhà hướng Đông và Đông Nam gặp tà khí của mộc. Do đó, gia chủ mệnh thổ nên trải thảm màu đỏ, hồng, cam, tím ở trước cửa chính để hóa giải. Người mệnh kim trải thảm màu trắng, bạc, kem, vàng hoặc nâu là thích hợp. 4. Vật phẩm mang lại may mắn, tiền tài. Nếu bạn muốn hút tài lộc vào nhà thì nên đặt những vật phẩm mang lại may mắn. Bởi cửa nhà chính là nơi đón thần tài. Nếu bước vào cửa nhà và bắt gặp một số đồ trang trí tốt lành may mắn, bạn cũng sẽ cảm thấy dễ chịu, vui vẻ.
Những món đồ này chính là chất xúc tác trong phong thủy giúp thu hút tài lộc, may mắn, hiệu quả. Nếu bước vào cửa nhà và bắt gặp một số đồ trang trí tốt lành, may mắn, bạn cũng sẽ cảm thấy dễ chịu, vui vẻ. Trong các quan hệ của phong thủy từ xa xưa luôn tồn tại những biểu tượng, linh vật tượng trưng cho may mắn, tiền tài và bình an. Bạn có thể bày trí một số vật phẩm phong thủy như đồng tiền xu, dây kết ngũ phúc hoa mai, tam cát hoa mai, tỳ hưu đại viên, hổ phù an gia hóa sát. Những vật phẩm này không chỉ hút tài hút lộc, chiêu giữ tiền của cho gia chủ mà còn giúp chặn đứng ma quỷ, âm khí không cho xâm nhập vào nhà, giữ cho ngôi nhà và gia đình bạn luôn được bình an, tránh được mọi tai ách hiểm họa. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống hàng ngày có nhiều thứ mà chúng ta cần phải chú ý để tránh những ảnh hưởng phong thủy xấu. Cách bày đặt đồ vật sẽ giúp chúng ta khai tài đón vận cho cả gia đình. Bên cạnh đó có một số đồ vật tuyệt đối không để trước cửa nhà, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt cho phong thủy nhà bạn. 1. Giáp trước cửa nhà. Một đống giáp hay những đồ linh tinh trước cửa nhà đều khiến cho lối ra vào luôn ngập tràn mùi khó chịu và một cảm giác cũng không mấy khoan khoái. Nó sẽ ảnh hưởng đến phong thủy, tạo vận xấu cho những nguồn năng lượng không tốt nằm án ngữ trước cửa nhà và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người trong nhà. Kể cả giáp hay đồ linh tinh để tạm thời trước cửa cũng gây ra những ảnh hưởng tương tự. Hiện nay có rất nhiều người để thùng rác trước cửa nhà để tiện mỗi lần thu rác. Thế nhưng cửa chính là nơi thông gió mà để rác ở cửa không chỉ có mùi bay vào nhà khiến cho sức khỏe bị ảnh hưởng, mà trong phong thủy cửa chính là điều vô cùng được coi trọng. Tất cả rác thải tốt nhất không nên để ở cửa chính. Nhiều quan niệm cho rằng rác chính là điều không may mắn, cản trở thần tài đến nhà. Nên nếu nhà nào còn đang chất đống trước cửa thì cần phải bỏ ngay những loại rác thải này. 2. Trồng cây to tán rộng trước nhà. Trồng cây to trước nhà cũng xuất hiện ở nhiều gia đình hiện nay. Tuy cây to tán rộng tạo bóng râm khiến ngôi nhà mát mẻ hơn, thế nhưng điều này lại không đúng trong phong thủy. Theo quan niệm của một số chuyên gia phong thủy, chiếc cây mọc ngay trước nhà sẽ chắn đi ánh sáng, gió, khiến ngôi nhà chìm vào bóng tối, âm khí sẽ phát triển mạnh, khiến sức khỏe bị ảnh hưởng không tốt. Đặc biệt, công việc của gia chủ sẽ không được thuận lợi. Chính vì vậy, muốn tài lộc vào nhà tới tấp thì cần bỏ những tán lá sum suê để tạo ra sự thông thoáng cho căn nhà, tài lộc bay vào tới tấp. 3. Để gương ở cửa chính. Gương ở cửa ra vào cũng là một trong những đồ vật kiêng kỵ không nên để trước cửa. Theo phong thủy, gương chính là đồ vật phản chiếu. Bạn không thể điều khiển được việc phản chiếu điều may mắn hay sự xui xẻo. Chính vì vậy, không nên để chiếc gương ở trước cửa chính, nếu không thần tài sẽ quay xe khỏi nhà bạn, khiến cho chủ nhà vất vả khó khăn kiếm tiền mà vẫn không có được gì. 4. Thảm bẩn. Nhiều gia đình thường để thảm lau chân ở trước cửa chính. Người người ra vào thường xuyên sẽ khiến cho chiếc thảm bị bẩn. Trong phong thủy, nhiều quan niệm cho rằng thảm cửa có thể chặn được vận xấu bên ngoài và tiễn vận xấu trong nhà ra ngoài. Vì vậy, cần phải giữ thảm luôn được sạch sẽ. 5. Đinh tán trên cửa. Ở Việt Nam, chúng ta rất dễ thấy những chiếc đinh tán trên cửa nhà được chủ nhà đóng thêm để tiện treo đồ. Cửa gỗ là căn nguyên cho tài vận của một nhà, bởi mộc sinh thủy, thủy sinh kim. Lỗ đinh để lại trên cửa gỗ đồng nghĩa với tài lộc bị thất thoát. Vì vậy, hãy sử dụng những loại móc treo tự dính thay vì dùng đinh nhé.
Quý vị thân mến, trên đây là một số lưu ý trong phong thủy trước cửa nhà, giúp đón tài lộc may mắn. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay kiến đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video. Phú Quý Tài Lộc sẽ giải đáp trong các chương trình kỳ tới. Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những thông tin phong thủy tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.